Từ tháng 8 đến tháng 12, hãy tinh tấn làm những điều sau đây để mang lại sự may mắn, giàu có thịnh vượng cho cuộc sống của bạn. Khi chúng ta giải phóng những năng lượng trì trệ, năng lượng tiêu cực, rung động thấp rời khỏi cơ thể chúng ta, mang rất nhiều những tần số rung động cao vào cơ thể chúng ta sẽ dễ dàng tạo ra rất nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống của mình. Hãy tinh tấn làm ngay điều này. Hãy cho phép bản thân giao tiếp với thiên nhiên mỗi ngày. Dành thời gian mỗi ngày giao tiếp với cây cỏ, chim chóc, mây trời, tất cả những gì thuộc về thế giới tự nhiên. Bạn có thể đi vào trong công viên, tiếp xúc với biển, hoặc là bất kỳ hình thức nào bạn có thể giao tiếp với thế giới tự nhiên. Hãy đi chân trần trên mặt đất. Hãy cảm nhận được hơi thở của mình thật sâu sắc, hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng, và hãy mang theo một cốc nước bên cạnh. Hãy tận dụng tất cả những nguồn tài nguyên của vũ trụ để hỗ trợ cho bạn thanh tẩy tất cả những rung động thấp đang tích lũy trong cơ thể năng lượng của bạn. Khi bạn vận động, khi bạn tiếp xúc với thế giới tự nhiên, bạn đang giao tiếp với vũ trụ, giao tiếp với tần số rung động cao của vũ trụ. Bạn được cả vũ trụ hiệp lực hỗ trợ cho bạn thanh tẩy tất cả những rung động thấp. Khi bạn tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng vào sự hướng dẫn của vũ trụ, bạn sẽ thực chứng sự vi diệu khi bạn giao tiếp với thế giới tự nhiên, mang đến cho bạn rất nhiều những phước lành và may mắn. Hãy nhớ rằng, tinh tấn thực hành đó chính là chìa khóa. Và khi bạn tin tưởng vào điều gì đó, thì năng lượng từ nguồn đó sẽ đổ vào cơ thể của bạn một cách dễ dàng để hỗ trợ cho bạn. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.